Chào mừng các bạn đến với Mẹo Dân Gian, kênh tổng hợp những kiến thức dân dân hay cho sức khỏe cộng đồng. Hãy đăng ký kênh và nhấn nút quả chuông để theo dõi những video mới nhất nhé! Hoàng Nga xin chào mừng quý vị và các bạn đến với Mẹo Dân Gian. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, từ xa xưa, ông cha ta đã áp dụng phương pháp dùng ngải cứu chữa thoái hóa đốt sống cổ rất hiệu quả. Bài thuốc được lưu truyền và ngày nay cũng rất được nhiều người tin dùng. Tuy nhiên, khi sử dụng, bạn phải biết thực hiện đúng cách thì mới cho hiệu quả nhất định. Thoái hóa đốt sống cổ là hiện tượng dây thần kinh bị chèn ép, máu không lưu thông được, gây ra các hiện tượng tê buốt, đau nhức và các vùng quanh cổ và xương bả vai. Khi bị thoái hóa đốt sống cổ, ngoài việc massage giúp lưu thông máu, bạn cũng có thể thử áp dụng bài thuốc đơn giản dùng ngải cứu chữa thoái hóa đốt sống cổ Mẹo Dân Gian chia sẻ dưới đây nhé. Để thực hiện phương pháp này, bạn cần chuẩn bị 200ml rượu trắng, 30g hạt đậu đen, 1 nắm ngải cứu, 80g gừng tươi, 1 miếng vải mỏng, 1 bình thủy tinh có nắp đậy. Cách thực hiện đơn giản như sau. Gừng bạn rửa sạch và thái mỏng. Gừng bạn rửa sạch và thái mỏng, ngâm trước cùng với rượu khoảng 7 ngày. Ngải cứu bạn loại bỏ lá úa và cọng già, sau đó rửa sạch. Tiếp theo, bạn cắt ngải cứu thành từng khúc rồi bắc chảo lên bếp, xào vàng cùng với đậu đen. Theo đông y, cây ngải cứu có mùi thơm nồng, vị hơi đắng. Phần lá và ngọn được dùng để chế biến thức ăn hoặc có thể xào khô, để tươi chữa bệnh. Cây ngải có tác dụng tốt trong một số bệnh thông thường như điều kinh, ăn thai, ôn khí huyết, chữa đau thần kinh tọa, hoa mắt, các bệnh xương khớp, đặc biệt là bệnh gai cột sống. Cây ngải cứu được biết đến là nguyên liệu chữa bệnh an toàn, không hề có tác dụng phụ. Sau khi đã xào vàng ngải cứu và đậu đen, bạn bọc trong vải mỏng. Lấy một chén rượu đã ngâm vào bã gừng, đổ chung vào bọc vải. Sau đó bạn túm lại và nhẹ nhàng chà sát lên cột sống bị đau khoảng 15 đến 20 lượt mỗi ngày. Đây là cách chữa thoái hóa cột sống bằng ngải cứu hiệu quả được nhiều người tin tưởng áp dụng. Tuy nhiên, việc điều trị bệnh nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào sự kiên trì cũng như cơ địa của từng người. Bạn thực hiện trong vòng 1 tháng để có hiệu quả tốt. Ngoài ngải cứu, lá lốt cũng là cây thảo dược vô cùng quen thuộc, giúp cải thiện triệu chứng thoái hóa đốt sống cổ
mọi người có thể tham khảo thêm trong video Mẹo Dân Gian đã chia sẻ bằng cách nhấp vào link đang hiển thị trên màn hình hoặc nhấn vào kênh Mẹo Dân Gian để xem nhiều hơn video hữu ích miễn phí nhé! Những lưu ý dùng ngải cứu chữa thoái hóa đốt sống cổ. Chữa thoái hóa đốt sống cổ bằng ngải cứu mang lại hiệu quả cho nhiều người bệnh. Tuy vậy, khi sử dụng loại thảo dược này, người bệnh cần lưu ý. Thứ nhất, chỉ nên uống nước ngải cứu vừa phải theo hướng dẫn. Uống ngải cứu quá nhiều, người bệnh có thể gặp tác dụng phụ. Thứ hai, phụ nữ có thai nếu tiêu thụ nhiều ngải cứu có thể bị co bóp tử cung, dẫn tới sinh non. Thứ ba, phụ nữ mang thai 3 tháng đầu tuyệt đối không sử dụng ngải cứu. Thứ tư, dùng ngải cứu chữa thoái hóa cột sống và đốt sống cổ có thể hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên, cách này không giúp điều trị triệt để. Vì vậy, người bệnh nên đến gặp bác sĩ khi có các triệu chứng thoái hóa đốt sống cổ để được khám và chữa trị hiệu quả nhất. Thực phẩm người thoái hóa đốt sống cổ nên ăn. Trong thực đơn hàng ngày, bệnh nhân thoái hóa đốt sống cổ có thể bổ sung một số thực phẩm giúp giảm đau, chống viêm, tái tạo xương và sụn khớp dưới đây. Thứ nhất, nhóm thực phẩm giàu canxi. Hàm lượng canxi có trong nhiều sữa, tôm, cua, hải sản và trứng. Thứ hai, thức ăn chứa nhiều omega 3 như cá hồi, lạc, hạnh nhân, óc chó, bơ, các loại đậu. Thứ ba, người bị thoái hóa đốt sống cổ nên bổ sung glucosamine, chorotin có nhiều trong cà chua, ngũ cốc, nấm, mộc nhĩ, giá đỗ và trà xanh. Thứ tư, nhóm vitamin C, D, E và K. Bổ sung nhiều rau xanh và trái cây tươi để cung cấp đủ vitamin cần thiết cho xương khớp. Thực phẩm người bệnh thoái hóa đốt sống cổ nên kiêng. Để hạn chế nguy cơ loãng xương, gia tăng tình trạng viêm xương, thoái hóa thì người bệnh nên loại bỏ một số thực phẩm sau khỏi thực đơn ăn uống. Thứ nhất, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Bệnh nhân thoái hóa đốt sống cổ nên hạn chế sử dụng khoai tây chiên, xúc xích, gà rán, đồ chiên xào và thịt mỡ. Thứ hai, thực phẩm cay nóng, mặn như nước sốt, ớt hoặc các món ăn sử dụng quá nhiều gia vị. Thứ ba, thực phẩm giàu đạm, các loại thịt đỏ như thịt chó, thịt bò, thịt trâu. Thứ tư, đồ uống chứa ga và cồn như nước ngọt, nước có ga, bia, rượu là những thực phẩm cần tránh. Trên đây là cách chữa thoái hóa đốt sống cổ bằng đậu đen, gừng và ngải cứu. Hy vọng rằng bạn sẽ sớm chữa khỏi căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ của mình. Nếu thấy hay, bạn hãy chia sẻ cho người thân, bạn bè của mình cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn đừng quên nhấn nút like, nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để nhận được thêm nhiều video hay hơn miễn phí từ Mẹo Dân Gian bạn nhé. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và bình an.